Rồi bây giờ mình sẽ test cái bình xăng Mikuni nghe nè, hàng Indo. Test ngọt ngào về và cho anh em gắn thôi. Rồi ngọt ngào về chỉ gắn vô thôi nghe nè. Rồi đây mình test sẵn cái anh em về gắn vô là ok luôn. Cảm ơn anh em 63 đã ủng hộ rất nhiều nha. Xong giải cho anh em luôn nha.